Hello mọi người, mình là Sube đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Chùm sự kiện event mùa hè đã đến với kingdom của mình rồi. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip ngắn về event này, sẵn tiện chia sẻ với các bạn một số thông tin liên quan đến cái event này. Cái thứ nhất đó là thánh điện mùa hè. Ở đây thì chúng ta có thể thấy được cái skin nhà. Skin này chỉ là skin oai hùng thôi nha các bạn. Nó tăng sức mạnh cung thủ và giảm sức mạnh bộ binh đi 5%. Đa số những cái skin mới như thế này lúc đầu nhìn vô thì sẽ thấy rất là đẹp, nhưng mà để được vài ngày rồi thì các bạn sẽ cảm thấy chán. Theo ý kiến cá nhân của mình, đối với những bạn nào chơi chuyên bộ hoặc là chơi chuyên kỵ á, thì không cần thiết phải lấy cái căn nhà này làm gì. Còn đối với những bạn nào chơi chuyên cung thì mình khuyên các bạn cũng không cần thiết phải lấy cái nhà này luôn. Các bạn muốn sở hữu cái skin nhà này á, thì các bạn phải có được 100 cái thang hồng. Và cái thang hồng đó các bạn phải dùng 50 game để đem đi đổi. Ngoài ra ở một số event khác các bạn cũng có thể kiếm được thang hồng, nhưng mà nó sẽ không đủ 100 cái cho các bạn đâu. Cho nên ít nhiều gì thì các bạn cũng phải tiêu tốn một lượng đá quý nhất định mới có thể đổi được cái skin nhà vĩnh viễn này. Mà skin nhà này chỉ là nhà tím thôi nha, chứ không phải nhà cam đâu. Thông thường đối với những cái event kiểu như thế này á, thì mình không có lấy cái skin nhà. Cho dù nó cộng thuộc tính cho bộ binh đi nữa thì mình cũng không lấy luôn. Cái event kiểu giống như thế này với lại cái event đầu tư 7k game á, nó sẽ diễn ra luân phiên với nhau. Lần này event này diễn ra thì lần sau sẽ là event đầu tư 7k game, và tiếp theo đó lại quay trở lại cái event này. Ở trong cái event đầu tư 7k game, các bạn cũng có thể kiếm được những cái skin nhà vĩnh viễn oai hùng mà không cần thiết phải tốn game nào cả. Chính vì vậy mình khuyên các bạn không nên lấy nhà này, kể cả các bạn là đang chơi về chuyên cung. Tiếp theo là event ngày nhẫn dài hè. Thì đối với cái event này mình khuyên các bạn đợi tới ngày 4, ngày 5. Nó mở khóa ra gần như hết những cái nhiệm vụ ở đây rồi, thì lúc đó các bạn hãy làm chung cùng một lúc. Các bạn để ý ở trong cái lịch trình sự kiện nè, sắp tới sẽ có cái event thiên đỉnh sức mạnh. Thì các bạn cũng có thể đợi đến cái event thiên đỉnh sức mạnh này bắt đầu, lúc đó các bạn làm chung cùng một lúc với những cái nhiệm vụ ở đây. Vậy thì các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều nguồn lực cũng như là thời gian. Trong tất cả những cái nhiệm vụ ở đây, chỉ có cái công việc hàng ngày thì nó sẽ có thể cho các bạn than hồng thôi. Còn lại những cái nhiệm vụ khác nó chỉ cho các bạn cành cây cháy. Tiếp theo là vũ điệu lửa chạy. Ở đây sẽ có hai cái, một cái là các bạn dùng 50 game để đổi lấy than hồng, còn một cái là các bạn dùng cành cây để đổi lấy cành cây cháy. Khi thực hiện đổi ở đây các bạn sẽ nhận được điểm cá nhân, cái điểm cá nhân đó sẽ được xếp hạng. Thực ra thì cái phần quà ở đây nó không có hấp dẫn đâu, các bạn đua được bao nhiêu thì đua, đua không được thì thôi. Còn đối với những bạn nào thực sự muốn giành hạng nhất để lấy những cái phần quà này á, thì mình cũng chia sẻ mẹo cho các bạn luôn, đó là các bạn để ý cái thời gian này. Hiện tại nó còn khoảng hơn 6 ngày, các bạn cứ canh cái khoảng thời gian này nè, nó chạy tới gần hết trước khi mà nó chốt hạng á, thì các bạn rời khỏi cái liên minh top của các bạn đi đến một cái liên minh ad farm của các bạn á, hoặc là liên minh nào yếu yếu, sau đó các bạn chui vô đó, các bạn để dành khoảng 100 cái cành cây hoặc là 150 hoặc là ít hơn cũng được. Sau khi các bạn đã đi đến cái liên minh yếu yếu đó rồi thì các bạn giao hết cái số lượng cành cây của các bạn đang có, thì các bạn sẽ dễ dàng giành lấy hạng nhất và nhận được cái phần quà ở đây. Cái này chỉ đối với những bạn nào siêng thì mới làm thôi, còn không thì các bạn khỏi làm cũng được. Như mình không có lấy mấy cái này làm gì đâu, mặc dù mình biết cái mẹo đó nhưng mà mình không có thực hiện. Ở đây nó sẽ có 10 cái gương, thì mỗi một cái tài khoản chỉ có thể nhận được 10 cái gương này thôi, nó không cho các bạn nhận nhiều hơn đâu. Thì khi các bạn mở những cái gương này, nó sẽ có xác suất hên xui gớt vô những cái phần quà ở đây. Các bạn muốn nhận được cái gương này á, thì các bạn phải donate cái cành cây này 50 lần ở trong một cái liên minh thì các bạn mới có thể nhận được cái phần quà ở đây nha. Tiếp theo là thu nhặt củi. Ở đây thì nó sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 phương pháp để có thể kiếm được cành cây vô trong chỗ này để đổi lấy cành cây cháy. Phương pháp thứ nhất là các bạn thu gom tài nguyên trên bản đồ. Trước đây á, mọi người hay áp dụng cái mẹo là thu thập khoảng 120k tài nguyên, sau đó cho đạo quân về nhà rồi cho đạo quân đi la lại. Thì cái mẹo đó bây giờ Lilith đã fix rồi, tỷ lệ nó rất là thấp, mình không khuyến khích các bạn áp dụng cái mẹo đó. Cái phương pháp thứ hai để có thể kiếm cành cây đó là thu gom trong thành phố. Cái phương pháp thứ hai này là phương pháp dễ dàng để kiếm cành cây nhất nha. Chỉ cần những cái level nhà lúa, gỗ, đá và vàng ở trong thành phố của các bạn đạt được level 24, 25 thôi, thì khoảng tầm 10 phút, 15 phút các bạn vô trong thành phố thu thập thì các bạn sẽ nhận được những cái cành cây này. Và cái xác suất của nó rất là nhiều luôn, chỉ cần các bạn siêng là được. Đây các bạn thấy không, mình chỉ bấm một chút xíu thôi là mình đã nhận được một số ít cành cây rồi nè. Cái event này nó không có áp lực nhiều đâu. Thực sự thì cái event này á, nếu như mà xét về độ ngon thì nó không ngon bằng cái event đầu tư 7k game, nhưng mà cái việc kiếm cành cây của các bạn sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Tại vì các bạn không cần thiết phải kiếm quá nhiều cành cây. Còn cái event đầu tư 7k game á, là các bạn phải cố gắng kiếm cho đủ 1100 hộp các bạn mới có thể đạt được level 25.
Rồi cái phương pháp thứ ba là các bạn đánh bại người mang rỡ thì các bạn cũng có cơ hội nhận được cành cây. Nếu như cái này là event đầu tư 7k game thì mình khuyên các bạn nên xả một ít AB dự trữ. Nhưng đối với cái event này thì mình khuyên các bạn không cần thiết phải xả AB dự trữ làm gì. Các bạn cứ chơi bình thường thôi, khi nào có thời gian thì vô thu thập trong thành phố để kiếm một số lượng cành cây là đủ xài rồi. Cả cái event đầu tư 7k game á, mình cũng không có tiêu tốn AB dự trữ làm gì. Mình chỉ áp dụng cái mẹo cứ 10 phút vô thu thập trong thành phố là mình đã nhận được đủ cái số lượng hộp ở trong cái event đầu tư 7k game luôn rồi. Vì vậy đối với cái event này mình càng không cần thiết phải tiêu tốn AB dự trữ. Tiếp theo là sau khi các bạn đã nhận được than hồng và cành cây cháy thông qua cái event vũ điệu lửa chạy thì các bạn có thể vô trong cái món quà rực rỡ này để đổi lấy phần quà. Ở đây chỉ có 3 thứ là mình khuyên các bạn nên cố gắng đổi thôi. Cái thứ nhất đó chính là tượng chỉ huy huyền thoại. Cái thứ hai đó là rương vật liệu. Và cái thứ ba đó là cái gương bản vẽ thiết kế tùy chọn. Giống như mình á, mình khá là lười đi đánh những con thiết thủ với lại pháo đài mang rỡ, cho nên là có thể mình sẽ đổi lấy cái gương bản thiết kế này để mất công tốn thời gian đi chạy vòng vòng các map kiếm mấy con thiết thủ với pháo đài đánh mệt lắm. Mình chỉ cần vô đây mình kiếm đủ 80 cái than hồng thôi, rồi mình vô đây đổi một cái là mình đã có thể sở hữu được cái bản vẽ. Chỉ cần gom đủ nguyên liệu nữa thôi là mình đã có thể rèn được trang bị rồi. Ở đây các bạn chỉ phân vân giữa hai cái là phán xử im lặng và bùa hộ mệnh của Dalan thôi. Theo mình á, nếu như mà các bạn là F2 bơi thì các bạn nên cho con tướng chính của các bạn á sở hữu cả hai món này. Mỗi một con tướng nó có thể đeo hai món lận, cho nên là các bạn cứ đeo hết hai món này đi. Theo mình thấy hai món này đều rất là ngon hết. Cái phán xử im lặng á thì xác suất nó ra nhiều lắm, mặc dù nó ghi là 10% thôi. Trước đây á, khi có event này lúc nào mình cũng đổi tượng cam hết các bạn, tại vì lúc đó mình chưa lên tới VIP 14. Lúc đó kiếm tượng cam khó khăn lắm. Bây giờ càng chơi thì mình cảm thấy là kiếm tượng cam nó không còn áp lực như xưa nữa rồi. Đặc biệt là bây giờ mình đã VIP 15 rồi, cho nên mình không có cảm giác thiếu thốn tượng cam giống như hồi xưa nữa. Mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Đối với những bạn nào chưa lên được VIP 14 thì mình cũng không khuyến khích các bạn dùng game đổi lấy than hồng rồi vô trong đây đổi lấy tượng cam nha. Các bạn chỉ nên dùng những cái than hồng thông qua một số event mà các bạn có được để đổi lấy tượng cam thôi, chứ các bạn không cần thiết phải dùng game để đổi lấy tượng cam làm gì. Game các bạn cứ để dành cho VIP đi, VIP nó quan trọng hơn. Còn đối với cái skin nhà này á, để các bạn có thể kiếm được 100 cái than hồng này thì mình nghĩ là nhiều gì thì các bạn cũng phải đầu tư một ít đá quý vô trong cái vũ điệu lửa chạy nhé. Cho nên mình không khuyến khích các bạn lấy skin nhà này luôn. Các bạn cứ đợi cái event đầu tư 7k game rồi lúc đó các bạn hãy sở hữu skin nhà. Ở trong cái phần đổi quà này thì các bạn không cần thiết phải đổi quá sớm ha. Các bạn coi cái thời gian ở đây nè, nó còn hơn 8 ngày lận. Các bạn cứ đợi tới ngày gần cuối á, lúc đó các bạn gom hết tất cả những cái than hồng các bạn có được từ những cái event khác nhau. Rồi lúc đó các bạn coi coi các bạn thiếu bao nhiêu than hồng, lúc đó các bạn hãy dùng game để mua. Giống như đợt này mình thấy có rất là nhiều event để có thể cho các bạn kiếm được than hồng. Đây là event cuộc đột kích Soroli, các bạn cũng có thể kiếm được than hồng nè. Và kiếm được khá là nhiều nhé. Các bạn cứ canh cái sừng trâu này nè, đừng có để cho nó đầy. Canh khoảng 30-60 là các bạn đánh được rồi, không cần thiết phải để nó quá nhiều đâu. Sau khi các bạn đánh xong á, cái event này nó rất là dễ, các bạn cứ vô đánh bình thường là được rồi. Sau khi đánh xong thì các bạn vô trong đây để đổi quà. Sau khi các bạn đã nhận hết những cái phần thưởng chính thì nó sẽ cho các bạn reset. Mỗi lần reset á thì các bạn sẽ nhận được 10 cái than hồng nha. Ở đây 5 x 2 là 10 nha. Các bạn đánh càng nhiều, reset càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều than hồng. Ngoài ra còn có thêm một số vật phẩm linh tinh nữa. Sắp tới sẽ có cái event huấn luyện đội quân, thách đấu bậc thầy vũ trang Loha. Đối với event này các bạn cũng có thể kiếm được một số lượng than hồng nữa nè. Nhưng mà mình không biết là sẽ kiếm được bao nhiêu, cho nên mình khuyên các bạn là đợi tới gần cuối cùng á, đợi tới khi mà cái event nó gần kết thúc á, lúc đó các bạn hãy đổi. Còn thiếu thì các bạn mới vô trong đây để dùng game đổi lấy than hồng. Như vậy thì các bạn mới có thể tiết kiệm được nhiều game nhất. Ngoài ra ở trong cái đợt này nó cũng có thêm cái event thiên đình sức mạnh nữa nè. Đối với cái event này các bạn có thể sở hữu được cái skin nhà. Skin nhà này mình thấy khá là đẹp đó. Có cái thiệt hại kỹ năng cộng 5%. Sát thương cho quân mang rỡ thì mình không quan tâm ha. Còn trừ tấn công kỵ binh đi 10%. Đối với những bạn nào chơi chuyên bộ hoặc là chơi chuyên cung thì lấy cái nhà này là hợp lý rồi. Đối với những bạn nào chơi khoảng 2-3 đạo bộ xen kẽ với lại 2-3 đạo kỵ thì không nên lấy cái nhà này làm gì. Cái nhà này nó chỉ thích hợp cho những ai chơi chuyên bộ và chơi chuyên cung thôi. Đợt trước mình cũng có đua cái skin nhà này. Skin này thì nó tăng tấn công bộ binh 10% thôi à. Ra thì cái nhà này ngon hơn á, nhưng mà đợt trước mình đua rồi cho nên bây giờ mình không có đủ nguồn lực để tiếp tục đua nữa đâu. Tất cả những cái event này mình trước đây cũng đã làm qua video clip hết rồi. Các bạn cũng có thể vào trong kênh của mình để xem lại nha. Ngay cả việc đua event thiên đình sức mạnh nè, mình cũng có làm 2-3 clip thì phải. Còn event huấn luyện đội quân này mình cũng có hướng dẫn cho các bạn làm sao để tối ưu hóa sát thương của các bạn nữa. Các bạn có thể vào trong kênh của mình để kiếm lại những cái event đó để có thể xem lại. Rồi thì video clip về event cụm mùa hè này của mình đến đây thôi. Nếu như các bạn cảm thấy thích video này, hãy để lại một like, share cũng như là subscribe kênh để ủng hộ cho kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.